Trong những ngày này, khắp nơi trên cả nước đang hướng về hai vùng tâm dịch lớn là Bắc Giang và Bắc Ninh. Các bác sĩ, bệnh nhân và người thân của các bệnh nhân đều đang phải trải qua những chuỗi ngày khó khăn, chiến đấu với tử thần để giành giật lại mạng sống. Phía sau lớp áo bảo hộ là tấm lưng cháy nắng phồng rộp. Trong cả 4 đợt dịch, các y bác sĩ là lực lượng tuyến đầu chống đỡ. Biết là sẽ khó khăn, vất vả, nhưng khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh các bác sĩ trong tâm dịch Bắc Giang kiệt sức tới mức ngất xỉu hay bộ đồ của họ ướt sũng như tắm vì mồ hôi túa ra, vẫn khiến cho chúng ta ai nấy đều không khỏi xót xa. Giữa thời tiết nắng nóng 35 đến 36 độ, các bác sĩ vẫn phải mặc đồ bảo hộ y tế và làm nhiệm vụ ngoài trời. Dù mặc cái bộ quần áo là rất là nóng lực, nhưng mà chúng tôi là vì cộng đồng, vì xã hội thì chúng tôi quyết tâm là một lòng là sẽ đẩy lùi Covid nhanh nhất. Gần một tuần nay là tình hình diễn biến dịch phức tạp như này thì em đã phải đi lấy mẫu xét nghiệm. Kể cả ngày đêm khi có lệnh điều động là chúng em đều phải đi. Và khi lấy mẫu xét nghiệm về thì em ở tại cơ quan luôn chứ cũng không về với gia đình. Trước vất vả của các đồng nghiệp, nhiều y bác sĩ ở các địa phương đã lên đường về Bắc Giang và Bắc Ninh để chi viện. Chưa bao giờ các bác sĩ Việt Nam lại đoàn kết bên nhau, sẵn sàng hy sinh thầm lặng, thể hiện được quyết tâm chống dịch như chống giặc. Nay đang là một cái tâm dịch lớn nhất nước và cái số lượng bệnh nhân mà càng ngày càng nhiều thì khi mà đi như vậy thì cũng khá là lo lắng. Nhưng mà với vai trò là cái người nhân viên y tế cũng như là với vai trò của nhân viên của bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng phải sẵn sàng lên đường để hỗ trợ cho đồng bào ở ngoài Bắc Giang. Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, các nhân viên y tế mặc dù cũng bận rộn với hàng trăm công việc, nhưng các anh chị vẫn luôn nhắc nhở nhau, lưu tâm hơn đến những bệnh nhân đặc biệt. Cùng động viên, chia sẻ để họ vượt lên khó khăn mà chiến đấu, chiến thắng bệnh tật. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19, nên chúng tôi có nhiều áp lực và lo lắng. Chúng tôi thường xuyên tham vấn các bệnh viện tuyến cuối. Rồi anh chị em trong khoa bảo nhau vừa làm vừa dò, khám kỹ để nhận biết sớm những dấu hiệu chuyển nặng. Có người nói vui ở trong khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 là phụ nữ mang thai và trẻ em thì bác sĩ giống như siêu nhân vì vừa là người điều trị, vừa là người nhà, vừa là cựu vạn, khuân vác đồ đạc, vừa là bảo mẫu, chăm sóc, nói chuyện và động viên các cháu. Khi được hỏi về cảm nhận những nỗi vất vả, nhọc nhằn của các y bác sĩ tham gia chống dịch, y bác sĩ tâm sự: "Chúng tôi quyết tâm đã ra trận thì không rời bỏ vị trí. Dù mỗi người trong một hoàn cảnh riêng nhưng đã xác định theo đuổi ngành y thì cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận hy sinh để cống hiến."